Hôm qua ngày 15 tháng 5 tại thủ đô Athens, Hy Lạp, những người bán hàng rong đã biểu tình bằng cách phát nông sản miễn phí cho người dân trên đường phố. Việc làm này nhằm chống lại những quy định mới của chính phủ áp đặt lên những người bán hàng rong. Hàng trăm người dân Hy Lạp đang nhanh tay chọn lấy các nông sản miễn phí từ những người bán hàng rong. Đây là một phần trong cuộc biểu tình của những người bán hàng rong nước này trước các kế hoạch của chính phủ Hy Lạp nhằm xóa sổ nạn buôn bán trên đường phố. Chính phủ cho biết điều này sẽ tạo ra tính cạnh tranh giữa giới thương buôn và cải thiện tình hình kinh tế, nhưng những người bán hàng rong cho rằng như thế sẽ không còn thực phẩm giá rẻ cho người dân nữa. 85% người dân nói rằng việc buôn bán trên đường phố đem lại lợi ích cho cả người bán lẫn người mua, giá ở đây rẻ hơn siêu thị và người dân cần điều này cho tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Khủng hoảng kinh tế đã khiến cho đời sống nhiều người dân Hy Lạp trở nên lao đao, các loại thuế tăng trong khi lương giảm xuống. Việc buôn bán trên đường phố đã phổ biến tại Hy Lạp từ rất lâu và vẫn còn rất nhiều người dân đang phụ thuộc vào nguồn thực phẩm tại đây.